Cô có bệnh dạ dày, tại sao vẫn uống nhiều rượu thế? Không có trách nhiệm với bản thân thì ít nhất cũng phải có trách nhiệm với con cái chứ. Cái gì ạ? Vì cô mới bầu mà thời gian này ấy, thai nhi rất dễ mắc các dị tật. Thế cho nên trước mắt tôi sẽ kê cho cô. Bác sĩ vừa nói là tôi có bầu vậy ạ? Thế chưa biết là có bầu à? Bác sĩ nói trường hợp của Thỏ với cả em bé có khả năng trùng hợp là 25%. 25% à? Như thế cũng không phải là con số nhỏ đâu. Vợ chồng mình có quyền hy vọng rồi đấy. Nhưng đó mới chỉ là trùng hợp về gen thôi. Còn tế bào cuống rốn để ghép ấy, thì chưa biết có phù hợp hay không. Cái đấy phải kiểm tra kỹ mới biết được. Mà bác sĩ cũng có nói ấy, là bên ngoài thực tế ấy, có nhiều trường hợp không phải họ hàng thân thích, không có quan hệ huyết thống, nhưng vẫn có khả năng trùng hợp. Nếu may mắn mà Thỏ và em bé trùng hợp thì... Thì quá tuyệt vời chứ sao nữa. Em đừng lúc nào cũng tự gồng mình lên như thế. Anh mong lần tới khi em ra sẽ có một người đưa đón em. Thực ra cũng có nhiều người muốn tình nguyện đưa đón em lắm đấy, nhưng chỉ là em không muốn thôi. Thì em cứ mở lòng mình ra đi. Em đâu thể nào cứ mãi ở một mình giống như là đàn ông bọn anh được. Anh đang lo cho em đấy à? Em có sao không? Em không sao. Đưa anh xem nào. Anh là một người đàn ông lớn tuổi, đã từng có một đời vợ. Nhưng anh hứa, anh sẽ mang đến cho em một cuộc sống hạnh phúc. Bảo sao mà vội vã đòi ra Hà Nội? Tình cũ không rủ cũng tới à? Là em chấp nhận cái mối quan hệ của anh với gia đình cũ, nhưng em không chấp nhận được cái thái độ của anh. Điều đó có nghĩa là sức ảnh hưởng của em vẫn còn. Anh đang có chuyện muốn nói với em. Giữa chúng ta không có điều gì để nói cả. Có khi nó cố tình gây chuyện. Cả bố và mẹ con đều đang bận lo cho người khác mà. Có ai dạy con đâu mà con chả hỗn ạ? Ôi trời, này, thế không ai dạy con bé à? Mẹ,